Năm con giáp gặp cơ hội làm giàu hiếm có, đón cơn mưa tiền vào nửa cuối tháng 5 âm lịch sau Tết Đoan Ngọ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong chương trình Tử Vi Số Mệnh ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn nội dung năm con giáp phát tài nửa cuối tháng 5 sau Tết Đoan Ngọ. Đó là năm con giáp nào? Bạn có nằm trong danh sách đó hay không? Và năm con giáp này vì sao lại gặp được may mắn và tài lộc sau Tết Đoan Ngọ? Số mệnh luôn biến đổi không ngừng, có thể hôm nay bạn vẫn còn là một kẻ khố rách áo ôm, lo cơm từng bữa. Nhưng với một chút may mắn, ngày mai bạn đã có nhà lầu, xe hơi, tài khoản trên 100 tỷ. Trong nửa đầu năm Canh Tí 2020, bạn có thể gặp phải vận xui liên tục. Nhưng vào thời điểm sau Tết Đoan Ngọ, vận may sẽ liên tục gõ cửa nhà bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 1. Tuổi Tý. Trời sinh tuổi Tý bản chất thông minh, tài giỏi, nhanh nhẹn và có khả năng độc lập trong cuộc sống. Sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu. Sau Tết Đoan Ngọ, đặc biệt là trong nửa cuối năm. Nhờ vậy mà tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để làm giàu. Và nếu biết cách nắm bắt thì chắc chắn tài khoản của bản mệnh sẽ tăng số. Dự kiến vào thời điểm sau Tết Đoan Ngọ, những người tuổi Tý không mua được nhà cũng tích góp được một khoản tiền kha khá, ăn chơi thoải mái tới tận năm sau. 2. Tuổi Mão. Sau Tết Đoan Ngọ thì cũng là thời điểm phát tài với những người tuổi Mão, đặc biệt là đối với những người làm ăn kinh doanh. Từ sau Tết Đoan Ngọ đến nửa cuối năm 2020, con đường sự nghiệp của tuổi Mão luôn được quý nhân phù trợ nên tài lộc cứ thế nhảy vào túi của bản mệnh. Những người làm công ăn lương thì có khả năng được tăng lương, thêm thưởng hay thậm chí là thăng chức. Trong khi đó, những người làm kinh doanh sẽ thu về nhiều hợp đồng hơn. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đi đến đâu góp tiền đến đó. Tuy nhiên thì tuổi Mão cũng nên biết dừng đúng lúc, không nên tham lam, kẻo vấp phải sai lầm trong kinh doanh. 3. Tuổi Thìn. So với năm ngoái thì tài vận của tuổi Thìn trong năm 2020 khởi sắc hơn nhiều, đặc biệt là vào thời điểm sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Thìn sẽ phất lên trông thấy. Công việc của tuổi Thìn thì luôn thuận buồm xuôi gió, thậm chí là được thăng quan tiến chức nhờ có quý nhân giúp đỡ. Nhờ vậy mà vấn đề tài chính cũng như là người tuổi Thìn được cải thiện, tiền tài liên tục rót vào túi. Không chỉ như vậy, chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng có bước tiến mới, mọi hiểu lầm xích mích trước đó đều được hóa giải. 4. Tuổi Thân. Tuổi Thân là một trong năm con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ, bởi lẽ họ sẽ được thần may mắn và thần tài chiếu cố cùng một lúc trong thời điểm này. Tuy con đường sự nghiệp của tuổi Thân khó mà tránh khỏi những chông gai trở ngại, nhưng tất cả chỉ đang thử thách tính kiên trì nhẫn nại của bạn. Nếu vượt qua được, cuộc đời tuổi Thân sẽ bước sang một trang mới với những cơ hội rộng mở, tiền tài ăn tiêu không cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên thì cơ hội đổi đời của tuổi Thân chỉ đến với những ai thật sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hết mình mà thôi. 5. Tuổi Hợi. Năm nay là năm thoát hạn nên sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn rắc rối, khiến cho bản thân vô cùng mệt mỏi kiệt sức. Tuy nhiên thì năm nay là một năm họa phúc đan xen với người tuổi Hợi, nên khoảng thời gian từ sau Tết Đoan Ngọ cho đến cuối năm sẽ là lúc mà tuổi Hợi đón nhận quả ngọt. Cụ thể, nhờ có quý nhân phù trợ, những người xung quanh giúp đỡ nên công việc của tuổi Hợi vẫn diễn ra suôn sẻ, tài chính thì ổn định chứ không tới nỗi hao hụt như trước. Đặc biệt càng về cuối năm, vận may càng tới gõ cửa dồn dập của nhà tuổi Hợi. Công việc có nhiều bước tiến mới, nhờ vậy mà tài chính được cải thiện. Không chỉ vậy, những người tuổi Hợi độc thân còn có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Chính vì những lý do đó mà tuổi Hợi được xếp vào danh sách 5 con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Để tài vận và sự nghiệp được hanh thông may mắn, các nhà tử vi học khuyên 5 con giáp này cũng như là 12 con giáp trong và sau Tết Đoan Ngọ cần phải hết sức lưu ý đề phòng để tránh những tài ách thị phi không đáng có. Đồng thời, cần phải nhớ kỹ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân và minh quang pháp bảo. Đây là hai pháp khí phong thủy của nhà Phật kết hợp với bộ tam hợp quý thần giúp cho vận khí của 12 con giáp ngày càng tốt lên, tập trung hơn trong công việc, từ đó ra mọi quyết định đúng đắn hơn. Khi đó công việc sẽ hanh thông thuận lợi, tiền tài từ đó mà ùn ùn kéo về, giàu không cưỡng lại được. Quý vị thân mến,
Tuy ba con giáp nữ có tính khí nóng nảy, dễ cho làm người khác phật ý, nhưng thực chất đây lại là những cô nàng thiện lương, có ý chí mạnh mẽ, mang số vượng phu và dễ dàng gặt hái được thành công trong cuộc sống. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Ba con giáp nữ có tính khí nóng nảy nhưng lại giàu có, mang số mệnh vượng phu. Những cô nàng nóng nảy thì thường dễ khiến cho những người xung quanh nghĩ rằng nàng ta rất khó tính, khó gần, chảnh chọe. Khi lấy về thì chắc chắn vợ chồng sẽ hay tranh cãi, gia đình không yên ấm, và với tính cách này họ sẽ gây dựng được sự nghiệp lớn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng giống nhau, có những cô nàng tính khí thì nóng nảy nhưng thực chất lại vô cùng hiền lành, dễ gần, đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, mang số vượng phu và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Dưới đây là ba con giáp nữ có tính khí nóng nảy nhưng mang số mệnh vượng phu, cuộc sống gặt hái nhiều thành công. Đầu tiên đó là tuổi Tý. Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, cá tính, mạnh mẽ, sôi nổi và hoạt bát. Khi gặp phải chuyện bất bình thì những cô nàng tuổi Tý thường không để yên mà sẽ phản ứng ngay lập tức, là lúc mà bản mệnh sẽ bộc lộ ngay sự nóng nảy thẳng thắn của mình. Bên cạnh đó thì những cô nàng tuổi Tý cũng không thích nghe theo sự sắp đặt của người khác, mặc dù đó là bố mẹ, bạn đời hay là cấp trên. Mặc dù có tính cách như vậy, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của tuổi Tý. Bởi lẽ tuổi Tý có thái độ làm việc tích cực, có nhiều ý tưởng sáng tạo, khả năng thích nghi môi trường và khả năng ứng biến mạnh mẽ. Nên dù có gặp phải hoàn cảnh nào thì tuổi Tý đều có thể vượt qua được, sớm muộn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu. Bên cạnh đó thì những cô nàng tuổi Tý rất vui vẻ, vô tư, khéo léo, từ lời ăn tiếng nói cho tới cách xử lý công việc, giỏi việc nước, đạm việc nhà. Nên nếu chàng trai nào lấy được cô gái này thì có thể yên tâm ra ngoài phát triển sự nghiệp, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. 2. Tuổi Sửu. Khi nhắc tới ba con giáp nữ có tính khí nóng nảy thì không thể không nhắc đến tuổi Sửu. Vì những cô nàng cầm tinh con trâu thường rất khó kiềm chế sự nóng giận của bản thân trong nhiều hoàn cảnh. Với tính cách bồng bột, nóng nảy và cố chấp, nên những cô nàng tuổi Sửu dễ phản ứng một cách thái quá, khiến cho những người thân xung quanh phật ý. Mặc dù vậy thì con đường sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân của những cô gái này thì lại vô cùng thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Điều này là do sự nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác, có tính nhẫn nại, cầu tiến cộng thêm một chút may mắn nên tuổi Sửu dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc. Không chỉ vậy, trời sinh những cô nàng tuổi Sửu là những người phụ nữ thuộc tuýp người nội trợ truyền thống, coi trọng gia đình và nuôi dạy con cái. Chính vì vậy mà cô nàng tuổi Sửu có thể trở thành hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp. Chưa kể sự tần tảo của người vợ tuổi Sửu có thể cảm hóa thay đổi chồng theo hướng tích cực hơn. Từ một kẻ ăn chơi lười biếng thành người đàn ông toàn tâm toàn ý với gia đình, chăm lo sự nghiệp. 3. Tuổi Tỵ. Những cô nàng tuổi Tỵ thì thường sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng lại có bề ngoài khá là lạnh lùng, không dễ dàng bộc lộ bản thân và tàn nhẫn trong nhiều hoàn cảnh. Khi gặp phải chuyện không vừa ý thì tuổi Tỵ rất dễ nổi nóng, không kiêng nể bất kỳ ai, nên đắc tội với khá nhiều người. Những tưởng về tính cách này thì tuổi Tỵ rất khó thành công trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, những cô nàng tuổi Tỵ lại có một cuộc sống vô cùng viên mãn hạnh phúc. Nhờ ý chí kiên cường, khôn khéo và khả năng ứng biến tốt nên tuổi Tỵ không sớm thì muộn sẽ có sự nghiệp vững chắc mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Bên cạnh đó thì những cô nàng tuổi Tỵ còn có số vượng phu ích tử, mang lại may mắn cho chồng con. Sau tuổi trung niên thì người phụ nữ tuổi Tỵ và gia đình của họ thường có cuộc sống đủ đầy, yên ấm, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Vì những lý do đó mà cô nàng tuổi Tỵ được xếp vào danh sách ba con giáp nữ có tính khí nóng nảy nhưng mang số vượng phu. Quý vị và các bạn thân mến, dưới đây là ba con giáp càng già càng giàu, cứ thêm tuổi sẽ thêm tiền. Bạn có phải là một trong số đó? Mời các bạn hãy cùng đi tìm hiểu tiếp nội dung sau đây. Ba con giáp càng già càng giàu, cứ thêm tuổi là thêm tiền. Nhiều người thường tự hỏi rằng tại sao tôi chăm chỉ, cố gắng như vậy nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, cơm no từng bữa. Và thầm than trách ông trời bất công. Điều này có thể là do bạn chưa được thần may mắn và thần tài để ý tới mà thôi. Tuy nhiên thì đừng vì thế mà nản lòng, từ bỏ ý chí phấn đấu của mình, vì có thể quả ngọt sẽ đến với bạn từ thời trung vận trở đi. Tuổi càng già càng an nhàn, càng sung túc đầy đủ.
Dưới đây sẽ là ba con giáp càng già càng giàu. Bạn có phải là một trong số đó? Đầu tiên đó là tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý thì vốn thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi và có khả năng độc lập trong cuộc sống. Tuy có bản lĩnh nhưng tuổi Tý là người sống biết trước sau, không cậy mình có tài mà lên mặt, mà luôn được cấp trên trọng dụng, bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Cũng nhờ đức tính này mà tuổi Tý thường xuyên được quý nhân phù trợ, thần tài nuông chiều mà ban cho vô số phước lành. Ngay từ khi còn trẻ thì tuổi Tý có thể đã có sự nghiệp vững vàng, hoàn toàn tự làm chủ được cuộc sống của mình. Tuy không quá giàu có dư giả, nhưng do biết cách tiết kiệm chi tiêu và đầu tư hợp lý, nên càng về hậu vận, tuổi Tý sẽ tích góp được một khoản kha khá, tiền đẻ thêm tiền, càng già thì càng giàu có. Tuổi Dần. Nếu kể ba con giáp càng già càng giàu thì tuyệt nhiên không thể không nhắc đến tuổi Dần. Những người tuổi Dần thì vốn mạnh mẽ, lạc quan, có hoài bão lớn và dám nghĩ dám làm. Không chỉ vậy, họ còn rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu quý. Họ cũng thuộc hình mẫu lãnh đạo nhờ tính cách cương nghị, ngoan cường, không bao giờ cúi đầu trước khó khăn và việc gì chưa hoàn thành thì họ nhất quyết không ngơi tay. Tuy nhiên thì những người tuổi Dần đôi khi lại quá tự tin về bản thân, kiêu ngạo, thường cho ý kiến của mình là đúng nên khó phối hợp với người khác. Chính vì điều này đã cản bước thành công của tuổi Dần khi mà còn trẻ. Mãi cho tới sau trung niên, vận số của bản mệnh mới đi lên, tài vận bùng phát và đạt được tài phúc trên mọi phương diện. Tuổi Hợi. Ngay từ khi mới lập lòng thì những người tuổi Hợi đã có phúc khí đầy mình. Trời sinh tuổi Hợi đa số đều thông minh, tốt bụng, hiền lành, khoan dung độ lượng nên thường giữ được mối quan hệ hoàn hảo với người khác. Vậy nên vận may không sớm thì muộn sẽ có ở nhà tuổi Hợi. Khi bước vào độ tuổi trung niên, cụ thể là sau 35 tuổi, cuộc sống của những người tuổi Hợi dường như là bước sang một trang mới với những điều tốt đẹp hơn. Nếu gặp phải khó khăn thì họ cũng được quý nhân phù trợ, gặp nguy hóa lành, sự nghiệp cũng nhờ vậy mà lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào. Do đó, nửa đời sau của tuổi Hợi thường được hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Trên đây là ba con giáp càng già càng giàu, thêm tuổi là thêm tiền. Tuy nhiên thì bạn phải nhớ rằng, khổ tận cam lai, mọi điều tốt đẹp chỉ đến với những người thật sự cố gắng, nỗ lực mà thôi. Quý vị thân mến, quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Lấy một trong bốn con giáp nữ được làm mẹ chồng nhất trong số 12 con giáp, các ông chồng nên cẩn thận kẻo bị mẹ chồng nàng dâu kết hợp mà cho ra rỉa. Không một ai bênh vực khi mà làm sai đâu nhé. Các bạn hãy cùng theo dõi. Bốn con giáp nữ thông minh khéo léo được mẹ chồng thương yêu như con gái ruột. Nhiều người thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng điều này chỉ đúng một nửa vì gia đình chồng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của một cặp vợ chồng. Bởi lẽ nếu mẹ chồng nàng dâu mà xung đột bất hòa thì người chồng đứng ở giữa cũng rất khó xử, bên tình bên hiếu, không biết bên nào. Điều này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ít nhiều tới tình cảm vợ chồng, thậm chí là rạn nứt đường ai nấy đi. Tuy nhiên thì cô nàng nào với mẹ chồng như nước với lửa thì chưa rõ, nhưng bốn con giáp này thì chắc chắn sẽ được lòng mẹ chồng. Thậm chí là sau khi kết hôn, các chàng trai còn bị cho ra rìa vì mẹ chồng và nàng dâu đều đứng về một phe nữa. Vậy, đâu là bốn con giáp nữ được lòng mẹ chồng nhất trong 12 con giáp? Đầu tiên đó là tuổi Tý. Những cô nàng tuổi Tý thì vốn thông minh, nhanh nhẹn, hiểu chuyện, sống biết trước sau, kính trên nhường dưới, lại có tài ăn nói nên được mẹ chồng yêu quý, người ngoài khen ngợi. Tuy nhiên thì trong cuộc sống thì khó tránh khỏi những lúc mẹ con bất đồng quan điểm, nhưng các cô nàng tuổi Tý lại biết cách cư xử đúng mực, tiết chế cảm xúc bản thân, gương như đúng lúc, thậm chí là nhận sai về mình. Chính vì vậy mà tuổi Tý rất được lòng mẹ chồng. 2. Tuổi Thìn. Trời sinh tuổi Thìn bản tính thông minh, linh hoạt, sống lý trí và biết cân bằng mọi việc trong cuộc sống. Do đó mà những cô nàng tuổi Thìn thường là những người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Sau khi kết hôn, tuổi Thìn thường dốc toàn lực để phù trợ cho sự nghiệp của chồng, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Ngoài ra, khi mà gặp phải khó khăn, trở ngại, tuổi Thìn không bao giờ bốc đồng, luôn giữ được bình tĩnh để giải quyết từng việc một. Nên mối quan hệ vợ chồng luôn rất tốt, mẹ chồng nàng dâu sống hòa hợp. 3. Cô nàng tuổi Dậu.
Những cô nàng tuổi Dậu thì rất hiền lành, chịu khó, sống chân thành với người khác. Nên đây là những đức tính này, tuổi Dậu cũng là một trong 4 con giáp nữ được lòng mẹ chồng. Mặc dù khi mới về làm dâu thì những cô nàng tuổi Dậu có thể gặp phải khó khăn, thường xuyên bị mẹ chồng nhắc nhở, phàn nàn. Nhưng lâu dần, do chính thái độ ngoan ngoãn, biết tiếp thu và sửa đổi của mình mà con giáp này dần cảm hóa được mẹ chồng. Từ đó mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được cải thiện, ngày càng thắm thiết như mẹ và con gái. Không chỉ vậy, những cô nàng tuổi Dậu còn biết cách kiểm soát chồng, kịp thời nhắc nhở chồng khi mà làm sai, nên mẹ chồng rất hài lòng về nàng dâu này. Và thứ tư, đó là tuổi Tuất. Những cô nàng tuổi Tuất thì thường rất nhẹ nhàng, sống tình cảm, và một khi gặp được một nửa của đời mình thì họ sẽ hết lòng chăm sóc cho đối phương, cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình. Do khéo ăn nói, biết cách quan tâm người khác và giỏi quán xuyến việc nhà, nên những gì cô nàng tuổi Tuất làm rất vừa ý mẹ chồng. Vì vậy mà các thành viên trong gia đình ít khi xảy ra mâu thuẫn va chạm. Trên đây là 4 con giáp nữ được lòng mẹ chồng nhất, nhưng chung quy lại thì là cuộc sống rất khó tránh khỏi những mâu thuẫn tranh cãi. Trong những tình huống này thì đòi hỏi con dâu phải thật khôn khéo, đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, cố gắng nghe mẹ chồng giảng dạy, phân tích. Và nếu mẹ chồng chưa đúng thì tốt nhất nên kiên nhẫn giải thích từng tí một cho mẹ hiểu. Có như vậy thì mối quan hệ mẹ chồng mới hòa hợp, gia đình êm ấm được. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tử vi số mệnh sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thì hãy để lại thông tin ngày tháng năm sinh để được tư vấn chi tiết. Hoặc quý anh chị có thể liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi và để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.